Xin chào các bạn yêu cá bảy màu và cá cảnh. Có một số tình trạng các bạn khi nhận cá về và sau chừng một tuần sau thì cá toàn bộ bệnh hết, và thậm chí là lây cá, nhiễm bệnh cá cho những cái hồ nuôi cá ở trong nhà của mình hay là trong trại của mình. Mà mình thấy đa phần do cái cách các bạn nhận cá và cái cách các bạn thả cá không đúng, trên 90% là như vậy. Và trong video clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn nguyên nhân mà các cách các bạn nhận cá về, các bạn thả cá không đúng sẽ dẫn đến tình trạng bị lây bệnh, nhiễm bệnh cho cái trại cá hay là những cái hồ cá trong nhà của mình. Bây giờ mời các bạn xem clip. Như cái thùng móp cá vừa mở ra các bạn, đó chủ yếu là mình nhận cá Blue Tobass, Ribbon, Sivalo để mình đem về mình lai cái dòng Albino Blue Coy cho nó ra Ribbon đó các bạn. Và mình muốn nói tới là khi các bạn nuôi cá, luôn luôn các bạn hãy có một cái thau hay là một cái xô nước muối để mà sát trùng những cây vợt nuôi cá, những cái hũ, những cái dụng cụ nuôi cá của các bạn. Và cái tỷ lệ muối đó mình cũng hay khuyên trong những cái clip trước là tỷ lệ muối là 1 muối cộng 4 nước, và pha để dành một cái thau nước muối đậm đặc đó để dành để sát trùng nha các bạn. Và toàn bộ các cá khi mình mở trong cái thùng móp ra đó các bạn, mình sẽ thả toàn bộ vào trong cái thau nước muối sát trùng như các bạn xem ở trong clip nè. Tiếp tục, các bạn thấy ở đây là trước khi mình chuẩn bị mình thả vào một cái chậu màu trắng nè. Cái chậu màu trắng là mình chuẩn bị cái nước như bình thường mình đang nuôi. Và các bạn thấy là tất cả các bọc cá ở đây mình sẽ trụng cái vào cái nước muối này rất là kỹ để cho nó sát trùng bên ngoài trước khi mình thả vào cái chậu màu trắng của mình. Đó các bạn xem. Và một số cái hũ nhựa mình đang chuẩn bị đây để mà mình thả cá ra, những hũ nhựa mình cũng phải trụng kỹ vào cái nước muối đậm đặc thật sạch đó để nó sát trùng trước khi mình thả cá ra các hũ nhựa nha các bạn. Và sau đó thì mình thả cá ra các hũ nhựa. Mục đích khi mà mình để cái chậu trắng á, là khi mình đổ cá ra vào mấy cái hũ nhựa này, rồi những cái hũ nhựa này đặt trong cái chậu trắng có nước như vậy để nó cân bằng nhiệt độ đó các bạn. Và đồng thời nữa, khi mà mình cân bằng nhiệt độ, sau khi mà mình muốn thả những cái con cá mà mình đem lai tạo từ cái hũ trắng này qua những cái chậu cá khác, thì mình test cái pH kỹ luôn ở trong cái hũ nhựa cá mình đem về và cái pH của cái hồ cá đang nuôi. Tại sao mà mình sát trùng những cái bọc nhựa và những cái hũ nhựa như vậy? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái clip mà trong một quá trình mình đi giao lưu và đi hội thảo ở Bến Tre đó, mình có nói đến cái vấn đề là nó bị nhiễm bệnh khi các bạn đem cá về và xử lý không đúng. Các bạn xem clip nè. Một cột lại, họ thể như vậy. Và họ để như vậy. Thì họ để mọi nơi ở trong cái chỗ họ xếp cá, và trên cái bàn này nó có thể là nhiễm nấm, nhiễm đồ, thức ăn dơ, thức ăn dư thừa. Đó là một cách để mà nấm nó bám xung quanh cái bịch này, cái bao ni lông này. Một cách nữa là khi họ xếp, họ bỏ trong vào những cái bao ni lông, những cái túi ni lông mà những túi họ cũ hoặc là để trong đông, ở trong cái tủ á, một thời gian nó bị ẩm mốc, thì cái túi bao ni lông bản thân nó đã bị ẩm mốc, và cái chuyện ẩm mốc đó nó đã dính ở trên cái thành của cái bọc này. Hoặc là họ bỏ những vào cái thùng mót
mà những cái thùng móp lâu ngày họ đậy nắp, toàn bộ thùng móp họ đậy nắp và nó ẩm nó này kia, thì hiện tại trong thùng móp nó đã chứa những cái ẩm mốc của nấm. Nên khi mà mình trước khi mà mình đem về mình thả cá thì bánh của mình luôn 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 kỹ là mình dùng muối, mình dùng muối để mà mình sát khuẩn. Ví dụ như là một cái hồ nước này mình sẽ dùng cái tỷ lệ muối 1:4 nước, và mình sẽ cái này vào nước muối trước để cho toàn bộ cái vỏ của cái này á nó đã sát trùng luôn cả, thậm chí mình nhúng như vậy và mình nhúng ngược lại luôn để mà cho toàn bộ cái bao này của mình sát trùng, rồi mình hãy thả vào cái hồ cá của mình. Có khi anh em không biết, anh em đem vào, anh em chuẩn bị thả vô nguyên cái hồ cá của mình, anh em thả vào đây thì vô tình là trong cái thùng móp khi mà anh em xiết cá nó đã chứa vào nấm ở bên ngoài cái bọc này rồi, thì anh em tự và anh em tự tiêu diệt cái hồ cá đó. Thì cái kinh nghiệm của mình thì anh em lưu ý vấn đề đó, nếu anh em mua cá của ai, xiết cá của ai thì trước khi anh em thả cá của họ vào hồ, anh em nên thả vào một cái gì đó nước muối đậm đặc để mà nó sát trùng toàn cái bao này, anh em mới hãy thả cái gói cá này vào. Còn cái chuyện sóc cá là anh em đừng có sợ, không sao đâu. Đó là một cái kinh nghiệm mình chia sẻ. Khi nào lập bụng biết à? Vâng, xin cảm ơn chú Quân rất là nhiều ạ. Vậy đó là một phần chia sẻ rất là nhiệt tình, thị phạm rất là cụ thể cho tất cả các anh chị em cùng thấy. Tại vì khi mà người ta xiết cá có những cái thùng móp á, người ta để trong những mười mấy bọc cá đó ở trong cái thùng móp đó và người ta quấn băng keo lại, nó đi mấy ngày trời luôn, thì cái khi mà nấm á, nó sẽ bám xung quanh, thì những cái con nấm vi khuẩn nó sẽ bám. Qua cái đoạn thảo luận của mình đó thì các bạn lưu ý rằng khi các bạn mua cá của người khác, người ta ship cho các bạn, chưa chắc gì con cá của người ta nó bị bệnh, nhưng trong quá trình người ta, lúc mà người ta ship, người ta đóng hàng đó, những cái bên ngoài của cái bao đó nó đã bị lây bệnh. Và thường mình thấy các bạn khi nhận cá về là không có sát trùng, và chỉ thảy cái bịch cá vô trong những cái hồ cá kia để cân bằng nhiệt độ. Chính vì cái nguyên nhân đó nó làm cho những cái con vi khuẩn ở bên ngoài cái bọc ni lông cá đó nó bị lây lan vào trong cái hồ cá của các bạn, và từ đó nó làm cho toàn thể các cá nuôi của các bạn nó bị nhiễm khuẩn từ bên ngoài vào, chứ không phải là ở trong cái bịch nước của con cá. Video clip của mình tới đây là hết. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm xem clip. Hãy bấm like, bấm đăng ký ủng hộ kênh nha. Chúc các bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.